Dạ các bạn, tin nhanh 24/7. Thêm hàng hot Abido nâng cấp cho sức mạnh chiếc Accenture Challenger 10. Accenture Challenger 10 vẫn đang là chiếc xe dẫn đầu trong danh số phân khúc xe con tay cỡ nhỏ 1.50cc ở Việt Nam. Có rất nhiều bạn cảm thấy không thỏa mãn với tiếng vô quá im nên đã tìm tới những loại vô độ để vừa nghe tiếng máy hay hơn, đồng thời nâng cao công suất cho xe. Thêm thị trường thời gian gần qua, Bo Uma Racing đã làm mưa làm gió với âm thanh hiệu quả tốt hơn cho xe zin cũng như xe độ. Thì nay mình xin giới thiệu thêm một thương hiệu đến từ Malaysia, đó là Bo Abido. Mọi người xem qua có gì hot nhé. Bo Abido làm theo kích thước cỡ Bo zin, tháo ra và đắp vô cùng tiện lợi, không cần phải chế cổ, chế phát cắn. Thông thoáng đồng nghĩa với việc nhảy ga hơn, gia tốc tốt hơn, vẫn gắn lại ốp Bo chống nóng theo xe. Cổ Bo là 28-32. Họng Bo được làm thêm lưới tổ ong, liên tưởng đến cái Bo trên chiếc xe CB. Với xe FI thì việc khai Bo này hiệu quả hơn rất nhiều, với việc gắn thêm những chi tiết hỗ trợ như buji, lốc gió, mô bin sườn, EQ tinh chỉnh phù hợp cho xe nhạy cảm hơn, chạy mượt mà hơn. Thêm thông tin cuối cùng, giá bán lẻ của bên Malaysia là 215 ribis, tương đương với 1,1 triệu đồng Việt Nam. Không biết về Việt Nam giá cây Bo này sẽ là bao nhiêu đây? Các bạn biết hãy comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Hẹn gặp lại ở clip kế tiếp. Nhớ like hoặc share và nhấn subscribe.